ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau góp công. Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước ta càng biển. Cà Mau có diện tích trồng chuối lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, làng nghề ép chuối khô ở Cà Mau đã tồn tại hàng trăm năm qua. Khi mùa mưa kết thúc, bà con náo nức chuẩn bị làm giàn và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị bước vào mùa ép chuối khô. Đến xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau mùa này, du khách sẽ được nhìn ngắm cảnh vật nơi làng quê thanh bình với những liếp chuối xanh thẳng tắp, ghe xuồng thu mua tấp nập. Được chị chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Hồng My tìm hiểu về công việc ép chuối khô của bà con nơi đây. Chọn chuối là mình chọn những cái buồng như thế nào hả? Hả chị? Những buồng mà già mình đố mà. Dạ, vô đố ép mới chú mới tốt mới đẹp được. À. Rồi đang chặt gốc. Phải chặt bỏ gốc nữa hả My? Bỏ gốc. Chặt cỏ chứ miếng dọn mới sạch được. À, vậy là sau khi mà mình đốn những cái buồng chuối để mình làm thì mình phải ấy cái gốc luôn. Ấy gốc thì mình dọn nguyên cây bỏ hết luôn. Chi vậy? Thì mục đích để làm gì? Cho nó bỏ này nè, đặng cho nó lên cây khác. Để có được miếng chuối vàng ươm thơm ngon phải trải qua nhiều công đoạn. Chuối đốn về được cho vào lu hoặc hạp, đậy kín đợi vài ngày cho chuối chín đều, rồi lột vỏ chuối đem phơi sơ qua để khi ép chuối không bị nhừ mà vẫn giữ được độ dẻo. Ngày nay lượng chuối nhiều, người dân ở làng nghề ép chuối khô chất chuối thành đống rồi dùng cao su trắng trùm kín, đợi vài ba ngày dở ra, chuối chín vừa vàng là có thể đem ra ép. Cái đầu này nè. Cái đầu. Đầu tiên là làm sao? Mình hắt cái đầu chuối vậy nè. Đột ra. Phơi từ sáng cho tới chiều rồi chị mới ép được. Để cho nó có cái độ nhám cái dây này nè. Cái dây chuối thì nó nhám mình mới được. Nhưng mà bây giờ nếu như bây giờ mình muốn ép liền có được không? Không chứ, phơi ngày mới ép được. Vậy có mình phơi như vậy rồi nó có tác dụng gì? Phơi đang cho cái độ cái vỏ này nè cho nó nhám rằng mình dễ ép á, không có chạy cái chuối á. Cái phần mình ra chuối tươi chuối khô nó cũng mau khô á. Lớn thì 3-4 trái, chú nhỏ thì 5-6 trái. Chị không để hai miếng lợt như em nè. Đó miếng đó kìa. Ép cho nó thành cái vòng tròn cho nó khung vậy đó hả mi? Sau khi một thời gian học hỏi thì cuối cùng bây giờ Ngọc Quân cũng đã ép được một cái miếng chuối ép rất là đẹp, được bạn My khen.
Mình phơi chuối gì trong bao lâu thì mình đem vô được hả mi? Gần 2 ngày á. Ủa, 2 ngày thôi. Như một ngày nay chứ phơi từ sáng tới chiều nha. Sáng thì mình đem ra mình hâm lại chừng 5-6 tiếng đồng hồ đó mình đem vô. Một ngày thì mi làm được khoảng bao nhiêu lượng chuối này? Một ngày em riêng em thì chắc cỡ 30-40 ký á. Mình nhận mình như mình ép ra, như mình thức đêm khuya ấy, mình ép ra mình phơi á. Khoảng ba bốn chục rồi hay thức đêm? Thức đêm tối chị hả? Như cỡ 2 giờ là chị thức à. Thức ép sáng luôn. Thì khi nào mình biết là chuối mình nó đạt, nó khô hay là sao? Chứ như chị gờ, chị gờ chị biết nó khô dữ lắm là chị không có ký. Mất ký hả? Mất ký. À, mình phải phơi phơi cho vừa, cho nó vừa phải không? Mà nó vừa vàng tới nó ngon. Như khô quá người ta cũng chê nữa chứ. Chê không có độ mập đó là chê. Sự nhộn nhịp và hối hả của làng nghề ép chuối khô đã tạo nên những nét chấm phá đầu tiên cho bức tranh Tết quê với nhiều gam màu đa sắc. Ai cũng có một niềm vui riêng trước thềm xuân mới. Nhưng có lẽ ở làng nghề ép chuối khô Cà Mau, bà con đều có một điểm chung là mơ về một cái Tết ấm no từ nghề ép chuối khô truyền thống của quê mình. Chuối là một trong những món không thể thiếu trong những ngày đầu năm. Với cách làm truyền thống, mứt chuối dẻo, ngọt đậm đà là món quà quê phù hợp mọi lứa tuổi. Chuối tươi chín, sau khi ép phơi khô vàng ươm, dừa rám đem bào mỏng, gừng sắc sợi, nước khóm cùng với đậu phộng rang vàng, đường cát. Bắt bếp lửa dừa và sơn đường sệt lại, cho các nguyên liệu vào xào đều tay liên tục, không dính chảo, đến khi tất cả hỗn hợp dính quyện vào nhau là được. Công đoạn cuối cùng là cho mứt chuối ra mâm ép thật chặt thành khối, để nguội cắt thành miếng vuông. Mứt chuối là món ngon quê nhà đãi khách quý ngày Tết. Đến chúc Tết họ hàng, được mời miếng mứt chuối không quá ngọt, mềm của chuối, giòn của đậu phộng, dĩ béo của dừa, thơm cay của hương gừng, kèm thêm tách trà nóng thì không gì sánh bằng.